Hello, chào tất cả mọi người. Và ngày hôm nay là ngày cuối cùng của đoàn phim Mẹ ơi con là ai. Và hôm nay là ngày cuối cùng để quay và đóng máy. Ngày hôm nay là sẽ là một ngày mà đại hội chị em họp mặt để quay cảnh thi hoa hậu. Đây là chuyên viên make up Diêu Vĩ Nhân. Ôi ôi, cũng là diễn viên trong phim luôn á. Á hậu Hoàng Mai Miss Beauty 2015. À, đây là bà trùm của BD Jessica. Đây chuyên viên make up Bito. Mọi người đang đây là một dàn thí sinh cho ngày hôm nay. Mọi người đang tập trung để chuẩn bị quay phim cho ngày hôm nay. Trời, tự nhiên mì gói mà trước kia BD BD ai biết, đây toàn là BD không ạ? À? Ủa vậy hả? Tôi nghe BD BD ai biết đâu? Nữ hoàng Lô Tô Nini An. Đây người đẹp bút xóa. Hoa hậu chuyển giới Angela Quỳnh Anh. Trời ơi. Đây hoa hậu Tâm Linh. Hoa hậu quốc tế Tâm Linh Nguyễn Sử Yến My. Rồi đây, đạo diễn phim tới rồi. 6 giờ là diễn viên tới mà giờ này 8 giờ đạo diễn mới tới. Đây đây mà. Đây nghe mọi người, đoàn phim tới rồi nghe mọi người, 8 giờ mới tới nha mọi người, 6 giờ là diễn viên tới rồi đó mọi người. Tôi xin đính chính với mọi người, tôi tới trước 1 tiếng 20 phút. Chị đừng có dìm hàng tôi trong khi tôi rất là tốt với chị. Nè mọi người, nè mọi người, mặc đạo diễn là mọi người, mặc đạo diễn là mọi người. Còn Nè mọi người, thôi đừng có cãi như vậy, đừng có cãi như vậy. Coi cái đó đây có đích kìa, tham cho quay kìa. Sao vậy? Nó cho dìm hàng đi. Tập trung nhóc kìa, để coi. Không kìa, mới điện em nè. Ở đây có đích đó. Ủa người ta ăn uống mà làm gì đâu lộn xộn. Trời ơi, tự nhiên tập trung đầy đủ chân giờ nó không cho quay là sao? Nói về đề ồn ào quá, anh Tâm cho quay kìa. Rồi bây giờ đề nghị mấy anh gom chứng minh nhân dân lại đi. Rồi tôi đề nghị mấy anh nộp chứng minh nhân dân lại đặng đưa cho trung tâm văn hóa luôn. Dàn thí sinh hôm nay nức nở luôn nha mọi người. Đây đây đây, người đẹp Ngọc Lan đây rồi, đây đây đây, người đẹp Ngọc Phúc đây, bộ ba chữ lộn trên YouTube kênh Lâm Thanh Thảo đây. Ơ đây đây đây, Khả Hân đây, mẹ mèo. Bộ ba hoa hậu luôn nha mọi người. Rồi bây giờ tiến vô sân khấu luôn. Làm lại luôn. Rồi, lại luôn, lại luôn, người ta lại luôn, trao sách xong rồi mới tới người mình. Ta trao vui cho trước rồi mới cho miệng bà nội. Không có kim tay rồi đưa cây kẹp nha. Không có kim tay đưa một cây kẹp tâm cho anh Nhật rồi gắn lại dính lại nha. Bảo Nhã Yến. Đoàn Quỳnh Anh. Đoàn Quỳnh Anh. Đoàn. Đoàn. Em chạy lên nói. Em sẽ chạy lên nói nha. Anh lên nghe em chạy nói được. Nha. Chứ ai gọi vậy? Trời mẹ, mày sao rồi bây giờ? Không. Không được. Cái mình cái. Nè, nói
Anh này em mặc đồ mà đồ đàng hoàng hết nè. Ok ok ok. Rồi, anh xem sao? Máy chạy. Ngọc anh đang lẽ là đánh phải đứng ở trên giữa. Rồi, tại vì rồi, em là hậu hai. Diễn em lặng, diễn. Và sau đây, xin mời bước ra sân khấu Đương Kim Hoa Hậu năm 2019. Đoàn Quỳnh Anh sẽ cùng với bạn Bảo Nhã Yến trao giải băng và vương miện cho Tân Hoa Hậu. Mà làm lại cắt làm cắt, lại cắt anh đứng bên đây sàn qua đây thôi. Anh đi sát đừng có đi vô trong cái đi ra bị rối. Anh ơi qua đi đứng anh ai hoài nè Bảo Nhi cho chồng luôn của qua đứng trong đây mát xích qua đây tí xíu ok rồi ok có bị sai đất con không? Rồi trở lại vô trong đi. Lỡ rồi. Ê! Má hỏi đi chứ không đó. Trơn quá. Rồi. Rồi máy chạy. Diễn. Con nói rồi. Giờ nói. Diễn. Và sau đây, xin mời bước lên sân khấu. Đương kim hoa hậu Miss Beauty Queen 2019. Đoàn Quỳnh Anh sẽ cùng với bà Phạm Nhã Yến trao giải băng và vương miện cho Đương Kim Hoa Hậu 2020. Quay vô. Hạnh khất vô cho vô. Gấp có danh kìa. Nhéo vuông đi. Lỡ rồi, không cần lúc này, không cần nữa đâu. Rồi, chạy luôn đi. Yeah. Máy chạy. Yeah. Và sau đây, xin mời Đương Kim Hoa Hậu Miss Beauty Queen 2019, Đoàn Quỳnh Anh cùng bước lên sân khấu để cùng với bà Bảo Nhã Yến trao giải băng và vương miện cho Tân Hoa Hậu 2020. làm lại không chút xíu sợ lại ok vỗ tay nha. Méo rồi. Trở lại. Cầm ra để lại. Rồi, máy bắt lại nha. Rồi, máy chạy. Làm lại cái khoảng đây nãy làm cộng á. Rồi, đeo lại. Anh chỉ cần toàn ngang lên là được. Rồi, mọi người ai đi kêu vị trí nha. Rồi, máy chạy. Diễn. Không phải kẹp cho nó cứng rồi đó. Ok. Quay bên này cái nữa. Rồi work. Rồi hai người kia lùi vô trong. Lùi vô trong luôn. Rồi sát vô góc anh Nhật. Sát cái đây luôn. Kém xì luôn. Đứng kém xì vô trong luôn. Ok. Rồi dịnh cái mấn cho nó ngay lại. Rồi chuẩn bị work bước đi đầu tiên á. Méo rồi. Không sao đâu. Ờ ok. Ra xuống nữa quay luôn nè. Rồi im lặng. Máy chạy. Diễn. Cảm ơn bà Bảo Nhã Yến và Hậu Đoàn Quỳnh Anh và xin mời Tân Hoa Hậu
giải những bước đầu tiên trong nhiệm vụ